Cao Thái Sơn, tôi đã kết hôn. Ca sĩ Cao Thái Sơn gây bất ngờ khi tiết lộ anh đã kết hôn, hiện sống cùng vợ và con trai tại biệt thự triệu đô ở thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 6 tháng 11, trong buổi tiệc mừng MV hóa giải bằng nước mắt được đông đảo khán giả đón nhận, vào top các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến, Cao Thái Sơn chia sẻ về cuộc sống hiện tại của anh. Tôi đang có cuộc sống bình thường như bao người khác. Thật ra tôi đã kết hôn rồi, chỉ có điều mọi người không biết thôi. Đó là chuyện riêng tôi chưa từng chia sẻ. Trước đây, tôi không muốn nói vì nghĩ đây là chuyện cá nhân, không cần thiết phải công bố. Khán giả là những người thích nghe nhạc của tôi nên những chuyện riêng tư, bên lề, không liên quan chắc nên để ra một góc, Cao Thái Sơn nói. Ca sĩ 8X cho biết anh không phải bố đơn thân như nhiều người tưởng mà thực tế đang sống cùng vợ, con trai, mẹ ruột trong căn biệt thự triệu đô ven hồ ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo Cao Thái Sơn, đến nay anh vẫn giấu danh tính, hình ảnh vợ, chỉ khoe ảnh con trai vì muốn giữ sự riêng tư cho một nửa của mình. Cao Thái Sơn tiết lộ mẹ con trai anh là một phụ nữ rất xinh đẹp, thông minh. Con tôi đang sống cùng cả bố và mẹ. Một ngày nào đó, khi cảm thấy đủ duyên, mọi thứ vững vàng, chắc chắn bà mẹ của bé muốn xuất hiện trước công chúng, tôi sẽ giới thiệu cô ấy với mọi người. Tôi chưa công khai vợ vì muốn giữ sự riêng tư cho những người thân yêu. Bên cạnh đó, tôi ngại gây ồn ào, sợ khán giả nghĩ mình dùng chuyện đời tư để làm màu, Cao Thái Sơn nói. Ca sĩ cho biết từ khi làm bố, cuộc sống của anh thay đổi nhiều. Theo Cao Thái Sơn, sự ra đời của bé Thái Minh khiến anh thấy phải sống có trách nhiệm hơn, cẩn trọng trong mọi lời nói, hành động để trở thành tấm gương tốt cho con noi theo. Ca sĩ kể trước đây anh thường dậy lúc 9 giờ sáng nhưng giờ luôn thức trước 6 giờ, tự tay chuẩn bị đồ ăn cho con và cả gia đình. Tôi là người lên kế hoạch mỗi ngày ăn gì, uống gì cho cả nhà, tự làm hết mọi thứ. Tôi thích những giây phút gia đình quây quần, mang lại niềm vui cho nhau, Cao Thái Sơn nói. Ở tuổi gần 40, nam ca sĩ bày tỏ anh hài lòng vì đang có cuộc sống yên ấm, đủ đầy về cả vật chất và tinh thần. Hiện anh không còn mong mỏi điều gì, chỉ muốn cống hiến hết mình cho âm nhạc, tạo nên những sản phẩm mang ý nghĩa xã hội, lan tỏa thông điệp tích cực tới khán giả. Cao Thái Sơn sinh năm 1985 tại Hà Nội. Với ngoại hình sáng và giọng hát cảm xúc, anh được chú ý khi tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2004. Sau đó, Cao Thái Sơn trở thành gương mặt được nhiều khán giả yêu mến. Đắt sâu với nhiều bài hát như Con Đường Mưa, Pha Lê Tím, Cầu Vồng Sau Mưa, Nguyễn Văn Chung. Hồi tháng 9 năm 2023, Cao Thái Sơn phát hành MV Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả được đông đảo khán giả yêu thích, đạt hàng triệu lượt xem trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến. Ngoài ca hát, nam ca sĩ còn kinh doanh bất động sản thành công, sở hữu khối tài sản lớn với nhiều nhà cửa, đất đai rải rác ở tỉnh, thành phố lớn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.